đều đặn hàng ngày công tác huấn luyện cứu nạn cứu hộ tại các khu vực của thác Đa Tăng La đã được ban quản lý khu du lịch này chú trọng. Ngoài thông tin trên loa về các quy định khi tham gia các dịch vụ hiện có, đơn vị này đã tổ chức huấn luyện thực hành các thao tác cứu nạn cứu hộ du khách tại khu trò chơi vận động High Rope Course. Với nhiều trò chơi mạo hiểm như trượt zip line, đi trong lưới cá, đi trên không, được tổ chức trong khuôn viên rộng hơn 2 hectare, có độ cao tối đa 20 mét, với nhiều cấp độ dành cho những người thích phiêu lưu. Tất cả các vị trí tổ chức trò chơi chúng tôi đã đều bố trí nhân viên đã được huấn luyện về sơ cấp cứu, về tất cả mọi kỹ năng, đúng vị trí. Và chúng tôi không cho phép ai rời vị trí để luôn luôn quan tâm đến khách hàng. À, trước khi cho khách tham gia trò chơi, chúng tôi phải nhân viên phải kiểm tra toàn bộ khách hàng phải đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị an toàn cần thiết và được hướng dẫn viên trực tiếp hướng dẫn sau khi thực hành ở trên hai cái tuyến mô hình, hoàn thiện tất cả kỹ thuật mới được lên các trò chơi. Cái việc cứu nạn cứu hộ rất là quan trọng. Tôi nghĩ là cái việc này xảy ra sự cố thì cũng không có, nhưng mà trong trường hợp mà khách họ không muốn tiếp tục đi các vòng khác nữa, giống như tôi cũng đã từng trải nghiệm là không muốn tiếp tục, thì mình có thể gọi các nhân viên ở trong khu vui chơi giải trí này tới cứu hộ, và họ cứu hộ rất là chuyên nghiệp và an toàn. Ngay tại khu vực leo thác, thông qua hướng dẫn của các hướng dẫn viên, du khách được huấn luyện cách thức đu dây. Sau đó, từng người phải thực hành ở những vách đá khô để huấn luyện viên kiểm tra kỹ năng và chỉ dẫn xử lý các tình huống xảy ra trong quá trình tự mình đu dây từ đầu đến cuối thác. Để đảm bảo an toàn cho khách, hầu hết các địa điểm đã được khảo sát kỹ, trang thiết bị được nhập từ Đức, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, thời hạn sử dụng. Các anh hướng dẫn viên rất là chuyên nghiệp ạ. Các bạn có thể thấy tôi lần đầu tiên tôi chơi và tôi bị mắc kẹt trên đấy, nhưng mà mọi thứ đều rất là ok, rất là đảm bảo an toàn ạ. Trong cái chương trình trò chơi mạo hiểm này thì ông rất là quan tâm đến những cái vấn đề về an toàn, và ông cảm thấy rất là thoải mái sau khi nhảy trên thác. Tại các khu điểm du lịch liên quan đến an toàn giao thông đường thủy, ngoài các bản nội quy đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa được bố trí nơi dễ thấy, các đơn vị cũng đã trang bị đầy đủ các phương tiện áo phao, có tiêu lệnh, biển cấm và bản chỉ dẫn nhắc nhở du khách. Trước khi khởi hành, đội ngũ tài công luôn kiểm tra các yêu cầu liên quan an toàn đối với người và phương tiện, phổ biến nội quy an toàn và cách sử dụng các trang thiết bị an toàn cho hành khách, nghiêm cấm hành khách đứng ngồi ở các vị trí không an toàn, đồng thời từ chối chuyên chở hành khách không mặc áo phao và chở quá số người quy định. Trước khi mà xuất bến thì toàn bộ những cán bộ có trách nhiệm cũng như anh em tài công xã viên cũng đều nhắc nhở du khách mặc áo phao và đi đúng tốc độ cũng như đi đúng luồng đúng tiếng và đưa đón khách là đến nơi về đến chốn. Điều đầu tiên nếu có nít là phải nói tụi nó là ngồi im, đừng nó xây tới xây lui, đừng dọc nước. Tại lỡ rớt xuống cũng gây nguy hiểm cho tụi nhỏ. Mùa du lịch mới đã bắt đầu và các cấp ngành, các điểm du lịch trong toàn tỉnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn du khách thực hiện đúng quy định đã được đặt ra. Đặc biệt, lực lượng làm công tác cứu nạn cứu hộ tại các khu điểm du lịch đang nỗ lực hết mình để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn có thể xảy ra. Mục tiêu đó đã tạo cho du khách thực sự thoải mái, yên tâm khi tham quan, sử dụng các dịch vụ liên quan đến sông hồ và các thác nước tại thành phố Đà Lạt trong mùa hè năm nay. Trước đó, ngày 8 tháng 6, hai đối tượng này đến nhà bạn tên Móm tại xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương để chơi, sau đó rủ nhau qua nhà người bạn ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Trên đường đi đến địa phận thôn 1 xã Đà Ròn, huyện Đơn Dương, Hiếu và Khánh quan sát thấy có một chiếc xe hiệu Yamaha, kiểu dáng Sirius, sơn màu đỏ đen, biển số 49E1-40343 của ông Sạch Văn Hoàng ở khu phố 9, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, để ở lề đường quốc lộ 23.